À, kính chào bác Nguyễn Nhân. À, chào con. Dạ, cháu tên Đặng Đại Thành, quê Vĩnh Long, cư ngụ tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Cháu có một số câu hỏi, xin phép được hỏi bác. Rồi, con có hỏi. Dạ, câu hỏi đầu tiên. À, thưa bác, có người nói ở trái đất này không có nhân quả mà nói là tự nhiên như vậy, đúng không thưa bác? Cái này cũng đúng mà cái sai. Nó tự nhiên là nó theo quy luật tự nhiên, còn mà nhân quả là theo quy luật sức hút vật lý. Nó phải hai cái này nó đúng, chứ không phải là cái nào đúng. Tự nhiên, bây giờ nói thế này, bây giờ con chạy ở cái, con chạy xe đi, ở đường trống mà con đúng vô gốc cây, không phải là nhân quả, mà tự nhiên con đụng vô con chết. Yeah. Thấy không? Còn cái nhân quả đó là vậy. Ta biết cái rượu này là rượu độc đó, mà con uống là con chết, là cái nhân quả. Nhân quả con không chịu tuân thủ nó. Nhân quả nó vậy, con làm tự, con cúi con làm nó mới phát ra nhân quả. Còn cái tự nhiên nó đoán mạng con là tại cái tự nhiên không có nhân quả. Cái này tại con đụng, giống như nãy nói là lửa mà con đút tay vô thì nó cháy, tự nhiên nó cháy chứ không phải là chứ nó nhân quả. Còn nếu mà con cố tình con làm, con nói này không phải này kia, con đưa vô là cái đó cái nhân quả. Nhân quả tại con kiến chấp là cái lửa này nó không nóng, mà lửa là cái độ nó là nó nóng, mà con nói không nóng lại con làm thì nó phải bị nhân quả. Còn cái kia nó tự nhiên nó là khác. Vì thế mà người ta nói thì nó con phải phân tích hai cái chỗ, một là coi cái tự nhiên hay là cái nhân quả. Chứ nói là không nhân quả cũng không được, mà nếu mà tự nhiên cũng không được, tùy theo hoàn cảnh mới xếp vào cái chuyện nó xảy ra. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Cháu xin hỏi câu thứ hai. Đạo Phật Khoa học Thiền Tông ra đời để dạy cho tánh Phật mượn thân và tánh người tạo công đức trở về Phật giới. Cớ sao tánh Phật không tạo mà ham làm này làm kia, không chịu tạo công đức thưa bác? Cái câu chuyện này nếu mà nó giải thích nó rất dài dòng, chứ không phải đơn giản đâu. Nhưng mà bác con nói này đó là lại giải thích. Vì vô con người mang cái tánh người là cái tưởng quá mạnh đi, tưởng tham là kiến chấp quá mạnh, nên nhưng đi theo cái sự ham muốn của con người, nó quên đi cái tạo công đức. Thì cũng do cái này. Rồi đó là một cái con đường thứ nhất. Còn con đường thứ hai nữa đó, con tưởng rồi ông Thánh nhập vô suối còn làm thì nó rất nâng đức cao. Mà cái này khi đã thánh suối con làm rồi, con trở lại khó lắm, khó trở lại lắm. Thấy không? Lý do con không làm tạo nhân quả là tại vì thứ nhất con tưởng tham và kiến chấp, thứ hai tưởng tham kiến chấp bị thần nhập vô suối con làm để ghi cục con ở lại đây, suối con để con ở lại đây chứ không có gì trời. Bởi vì nguyên tắc cái thiền tông mà ra đời thì kêu mời người ta về Phật giới nhưng mà không được. Giữa thỏa thuận ông Thích Ca và ông Thánh chủ thế giới đó, chỉ Thánh chủ thế giới đồng ý cho ông có 5% thôi. Vì thế mà cái vụ truyền thiền người ta nói là về phần trăm, có 5% thôi. Nhưng mà có cái ngoại lệ, nếu người ngoài 5% mà nếu người nào tuân thủ đúng thì Thánh vẫn cho về. Tại sao Thánh cho về? Tại vì ông dám lại gần, ông thả mình đi thôi, chứ ông không phải tử tế gì đâu. Giống như điện hà 10 volt con nắm được, 20 volt con, 200 watt con dám nắm không? 200 volt dám không? Dám. Vì thế mà ông nói thôi mày đi đâu đi, không dám đụng mày, thì mày về thôi, chứ không phải tử tế gì đâu. Thấy không? Mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, cảm ơn bác. Con xin hỏi câu thứ ba. Nếu nói tánh Phật mượn thân và tánh người để tạo công đức, sao không chịu tạo mà còn phá pháp môn thiền tông này thưa bác? Thì tôi nói rồi đó, khi thiền tông ra đời thì tất cả thánh tổng động viên hết, các thánh thừa hành động tổng động viên để phá cái này rồi. Bằng cách nào phá cho được cái thiền tông này? Nếu không phá nó tụi nó về hết và tụi bay ở đây, tụi bay là không có lính nữa, nói cho tôi biết. Vì thế mà khi thiền tông ra đời, các thánh tổng động viên lại triệt phá cho bằng được, giá nào cũng được, làm cái gì mà làm để phá được thì cứ làm,
Hỏi ngoại lệ là vì sao? Thánh nó không có bị nhân quả thì nó mới làm được. Vì thế mà tu truyền tông anh phải khéo, à không khéo là anh dính vô thánh hết, thính ra cái lừa gạt mình hết á, thấy không? Vì thế mà tại sao tại sao tu truyền tông bây giờ 90% bị dính hết là do ông thánh. Ông thánh này là do cái gì? Do cái tưởng tham và kiến chấp của mình để mới nhập vô. Mình không có cái này không nhập được. Giống như mình mời người ta thì người ta mới vô nhà, không mời ai vô, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, cảm ơn bé. À, cháu xin hỏi câu thứ tư. Tánh Phật thật là sáng suốt, cớ sao tánh người và thân người không làm theo tánh Phật thưa bác? Đã tánh Phật là gì? Thấy nghe nó biết thanh tịnh, giống như công tử bột vậy. Thấy không? Tánh người là gì? 16 thứ. Thọ tưởng hành thức tài sắc danh thực tham thân chi mạng nghi gắn kiến, giống như mấy cái thằng cô hồn. cái thằng tánh thanh tịnh thì có làm phá nổi cái thằng cô hồn được không? Thằng công tử bột mà rồi đánh lộn với 17, bốn thằng công tử bột đánh lộn với 17 thằng nông dân, nào thua. Thì vì thế mà cái thằng kia sai tánh Phật gì phải làm. Nên nhớ một điều, anh vô mượn tôi sai cái gì tôi phải làm á. Tại anh vô tôi chứ tôi đâu muốn anh vô đâu. Anh vô gì? Tôi là tham á, anh chịu không? Ô vô tao trị mày gì chơi. Ai vậy vô dính theo á. Chính cái câu chuyện này, mai mốt tôi sẽ kể một cái câu chuyện giữa ông thần quản lý và ông tánh Phật trước khi ông nhận. Bây giờ tôi đồng ý tôi quản lý ông á, chịu không? Nhưng mà tôi nghe tôi nói cho ông biết á, nó vậy đó, phải không? Ông mượn cái tánh người không phải đơn giản đâu. Cái tham ông chịu nổi nó không? Ông tạo con đứng mà nó tham á thì thôi ông thua luôn đó. Ôi cái gì tao không sợ rồi. Cắt nghĩa 17 thứ tánh qua cái lãnh kiến chấp một cái. Ông nói thôi giờ tao xin về. Còn lâu vô được, ông vô được đường nào cũng về đây. Duy nhất chỉ có đường công đức ông mới về được. Mà không có công đức sao tôi về? Thánh Chúa thế giới còn không biết đường về chứ tôi. Từ giờ ông đòi về sao tôi thả ông về được? Thôi ông làm ơn vô đi. Vô mượn tánh người đi tạo được công đức thì về, còn không được thì tôi thực thi nhân quả ông á. Phải không? Không có đơn giản đâu. Thiền tông ra đời nó giải thích cái này, nó xin lỗi. Không muốn tu cái đạo nào hết chứ đừng có nói tu đạo thật. Tu đạo giải thoát gì? Không dám tu cái đạo nào hết chứ đừng có nói vậy. Nghe không? Mà chỉ chứ tu cái đạo làm người được, ráng làm người ở đều hoài. Rồi có hỏi tiếp đi. Dạ cảm ơn bác. À, cháu xin hỏi câu thứ năm. Tại sao ban đầu tánh Phật nghe nói đến trở về Phật giới thì tánh Phật dẫn thân và tánh người đến nghe công thức trở về Phật giới thưa bác? Bây giờ cái công thức trở về Phật giới vừa nói ra thì tôi nói là tên đó là Thánh Tổng Động Viên. Nó chỉ con đường về, tụi bay làm sao tới để mà dụ tụi nó ở lại hết nè. Còn thằng nào nó tham á, cho nó tham luôn, để cho nó xuống hầm lửa lớn nó sống. Nhét rồi đó. Nó mà không dám xuống hầm lửa lớn thì nó năn nỉ tụi bay dẫn lại tao. Tao cho nó ở vô học, vô làm thánh, tụi với tụi bay. Đó, phải vậy đó. Bởi vì khi mà công bố cái pháp môn thứ sáu là Thánh Tổng Động Viên, tất cả đưa về hết cái nơi nào công bố. Nó là nó có cái chỗ đó chứ nặng nề lắm. Vì thế mà mới có nói là 100 người khó thoát, chỉ có 5 người về, tao còn nhiều dính mấy ổng hết. Đâu phải đơn giản mà dính ở ổng nè. Một là vô thánh ở né, còn không ấy thì xuống một hầm lửa lớn đó. Chứ đâu phải đơn giản đâu. Nói với tự giải thích cái này thì tao bắt đầu họ rung hồn giống tôi. Ổng ai dám tu với thiền tông đó thì còn nếu tu phải cho đúng. Không đúng, đừng có tu là chết. Tu mà cứ lem nhem ham lại làm chứ là chết. Rồi con hỏi tiếp đi. Yeah. À, con xin hỏi câu thứ sáu. Người mà có tánh tham đi ăn cắp thiền tông, làm sao cho họ biết tham, hết tham hả bác? Này dễ ở. Hết tham dễ ở. Thế giới này nó có cái cách. Bây giờ con ở ngoài đời thì con tham con đi ăn trộm ăn cướp của người ta đó, làm sao con bỏ? Thấy không? Giờ không bỏ được.
mà nó có cái nơi thế giới loài người, nó có cái chỗ mà biểu quan tham, còn tham. Ở Sài Gòn có Khám Chí Hòa đó, con vô con ở hoàn toàn nó không tham nữa. Thấy không? Rồi các tỉnh nó có cái khám của tỉnh, con vô đó bảo đảm biểu mày tham không tham. Xin lỗi, biểu mày tham nó không tham nữa, vô đó mới bỏ được. Quy luật vật lý mà vô đó mới xóa được cái tham của con người. Thấy không? Ở ngoài hùng hổ nói dữ lắm, vô khám được là đệ tử chứ không dám xưng đại ca nữa. Ở ngoài xưng dương luôn á. Mà vô đó hoàn toàn bỏ, không dám tham cái gì trời trời. Rồi, có hỏi tiếp đi. À, cháu xin hỏi câu thứ 7. Người tham chiếm lấy thiền tông do thánh nhập, ai ai cũng biết điều đó. Vậy cớ sao chính người này lại không biết mà nghĩ là Phật đã bắn điện từ qua, thưa bác? Đã, cái, mấy người này nói là ông thánh nói, chứ người này có biết mẹ gì đâu. Cái tánh người nó bị ông thánh khống chế rồi. Thì ông nói là thánh nói chứ làm sao ông nói được. Mà cái tánh tham con người thì ai cũng có, chứ không phải không. Nhưng mà khi mà nó lên tới cái cực cao rồi đó thì thánh nó nhào vô, thì nó qua hai cái thứ lớp. Cái tam người mà nó lên cao quá thì còn bỏ cũng không được, mà hơn nữa thánh nó nhập vô để nó củng cố nữa thì làm sao chứ bỏ được. Thấy không? Mà chỉ trừ trường hợp con vô khám con ở thì ông thánh ông chạy ra cho con vô, cho cái tánh người vô thôi, con với tôi mày vô khám thôi tạo ra. Đó, phải hiểu gì, hiểu nguyên tắc này chứ không phải đơn giản đâu. Người ngoài biểu bây giờ thí dụ cái ông A mà ông tham rồi, biểu ông bỏ, ông bỏ đâu, ông còn sưng nữa, ông còn sưng lớn nữa. Nhưng mà khi nào ông vô trong đó rồi đó, bắt đầu thánh nó chạy ra rồi thì thôi chết mẹ rồi, ông nói ăn đâu gì nổi nữa, năng dạ ăn củ nghệ chứ không có ăn củ năng. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ cảm ơn bác. Cho giáo hội rõ thêm ạ. Nếu Phật bắn điện từ qua thật thì tại sao khi người khác đặt câu hỏi cho người này lại không trả lời liền mà phải lên mạng tra Google rồi mới trả lời cho người ta? Vậy mà cũng có khối người tin theo răm rắp. Thế những người này được gọi là gì, thưa bác? Những người này gọi là ngốc. Thế giới này bởi vì cái tần số âm á, con người ta nó chia tới 10 cái tần số, mà dưới 5 nó âm, thì nghe ai nói cũng tin, biểu ai làm thì cũng làm. Nó thuộc về người này là cuồng tín, tin không biết, không có phân biệt đúng sai, gọi là cuồng tín. Những người mà theo cái này là tần số cực âm ta mới theo, chứ tần số dương ta không theo đó. Tần số dương là người ta còn suy nghĩ, ta biết này biết kia trật trúng. Còn vô tần số âm là cái gì là gì, giống như con đeo mắt kiến đen, không thấy gì hết, nghe ai nói cũng nghe cũng theo. Chứ còn con mắt sáng là ta biết, ô mày nói gì ta bậy, ta biết. Vô tần số âm rồi ai nói gì cũng phải nghe, đó là nói vậy thôi. Thì mình thế gian gọi nó mày ngu quá thôi, chứ không dám nói danh từ. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, cho cháu hỏi. Khi thánh nhập vào người này rồi thì làm sao cho thánh xuất ra, thưa bác? Giờ dễ ợt thôi. Thánh nhập á, mà ví dụ thánh mà thánh lang thang, gọi là mình gọi là cô hồn các đảng, thì đem mới cuốn An Di Phật gọi là cái sám hối cho nó la chừng bữa thánh nó chạy mất. Còn thánh thứ dữ rồi không được. Thành thứ dữ có muốn trị nó thì dễ chứ không phải dễ đâu, nhưng mà cái thục phải thực cho cao. Bây giờ ông tiểu phải không, mày xương thánh phải không, con lấy cái búa cái đình con đóng vô nó, chuẩn bị quýnh âm vô mặt là một đánh như tao, nó la nó chạy ra liền. Cái đinh mà nó vừa chạm con đừng nghe, chạm mà chạm đúng chết nó chết, con hỏi cho nó đụng nhẹ một cái là bắt đầu chạy liền. Thánh cỡ nào cũng chạy, thánh chúa thế giới chạy rồi chạy trước. Dùng cái búa cho to, mắt con phải bậm trợn lên, dùng cái đinh cho bự, tao cho mày ra không. Đánh cái rầm, bởi vì đánh một cái đó, thì cái người sau phải phụ. Ví dụ con vô, đánh vô một cái thì ai ở bên ngoài tác động, đánh cái rầm nó tưởng đâu nó vô rồi, ai về đâu nó chạy ra, nó chưa vô, cái đinh chưa vô. Thực trục thánh rồi giữ đó, chỉ có cái thuật này thôi. Còn nếu mà không thuật này ông thánh ông ra. Thấy không? Đó là cái thuật
trục thánh rồi giữ, chứ không phải mà tụng ba câu kinh rồi lấy cái sâu chuỗi đập đập đập. Giận nó cười, nó ngồi nó cười chứ không nó ra đâu, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ đúng rồi, thuật này đó giờ đầu tiên con nghe đó phải. Dạ, bác cho con hỏi câu thứ 10 ạ. Cháu thấy có nhiều người ăn cắp thiền tông, sao họ không bị gì hết thưa bác? Bây giờ đó, nó có hai cái trường hợp. Có nghĩa bây giờ con suy nghĩ là mấy cái anh cảnh sát mà bắt cái người buôn lậu, có khi nào con đi buôn lậu lần đầu nó bắt con không? Vào tàu không bắt. Để nó dụ cho to, nó hốt một cái. Còn cái ăn cắp thiền tông này cũng vậy. Do gì? Do thần Kim Cang quản lý. Mà thần Kim Cang muốn nó phải làm để gì? Để cho cái thiền tông nó nổi lên. Tất cả những cái chuyện gì mà người ta đã phá thiền tông là do thần Kim Cang xuống mày phải làm để gì? Để cho nó lên. Rồi từ lúc đó mới hạ ra được. Con mới vừa là mới trèo nước thang thứ 1 thì con đánh rớt xuống nó chưa có chết. Để cho lên tới nước thang thứ 10 đi. Con đánh nó cái này sống nổi không? Thì cái này nó phải vậy, cái thuật này nó là vậy. Cho nó lên cho cao đi rồi nó sẽ chết. Thấy không? Mà chính cái ông thần Kim Cang phải quản lý cái này. Chứ không ai, thế đất này, ông Phật, ông về Phật giới là ông giao cho Kim Cang phải giữ cái thiền tông này. Thấy không? Hợp đồng với ông à. Hả? Ông thấy cái gì không được, ông phân tương ở vô, ông nói với ông thần Kim Cang. Bởi vì mấy cái người vô hình cơ không phải nói với mình được, mình bởi vì tứ đại ông biết ông không nhập được, mà nhập vô nữa mình nói tầm bậy còn chết nữa. Thành ra phải bảo thần Kim Cang phải thu lo cái chuyện này. Vì thế mà tất cả những người chiếm cái thiền tông hay làm bất cứ gì tông phải đợi đúng thời tiết thì nó mới xảy ra được, mới xảy ra được. Giống như cái trái cây mới vừa mọc lên, mới vừa có trái rồi con biểu nó rụng không rụng. Phải đợi cho nó chín, đụng nó rớt ra thì nó mới được. Cái thiền tông nó cũng vậy. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Cảm ơn bác. Cháu xin hỏi câu thứ 11 à. Người tu thiền tông mà lấp la lấp lửng, cứ chạy qua chỗ này, nhảy qua chỗ kia, có trở về Phật giới được không thưa bác? Còn tu mà chỉ có cái ý niệm mà chạy tới chạy lui là cái đường về Phật giới ông thần đóng rồi, khóa rồi, đâu tao khỏi cần quản lý, mày muốn chạy đâu mày chạy, tao khóa cửa về thực giới rồi, mày muốn ở đây mày muốn chạy đâu mày chạy. Thấy không? Có nghĩa là tu thiền tông phải sáng suốt, đừng có bữa nay chạy qua rồi chạy qua lại, nó biết rồi thì ông thần nó thôi tao khỏi cần, mày cứ làm gì đâu đưa vô trong ấy rồi nữa tao thực thi nhân quả, nhưng mà đều không về Phật giới, cái cửa này tao đóng rồi, đóng không phải khóa không đâu, mà tao hàng sắt luôn, tao hàng cho chết luôn. Đợi ông Phật sao quá mày mới được, chứ còn cái đời này mày cũng không làm được. Mày cỡ chết đi sống lại mày cũng không có gì, không có gì Phật giới được. Phải đợi ông Phật sao. Đó, đợi sao nó sẽ đổi, nó đổi chu kỳ rồi. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, cháu có nghe nói bản đồ sức hút sáu bầu khí quyển của trái đất. Vậy bản đồ này ở đâu? Sao cháu không thấy thưa bác? Cái này nằm ở trong quyển giáo lý Đạo Phật Khoa học Thiền tông Việt Nam đó. Chừng nào mà cái quyển này xuất bản thì con mới thấy được cái bản đồ này. Thấy không? Thì trong nó rất đặc biệt, bởi vì cái Đạo Phật Khoa học Thiền tông Việt Nam rất đặc biệt. Để nó hướng dẫn con người ta trở về Phật giới và nó giải thích về cái quy luật vật lý này. Chứ không phải đơn giản đâu, chứ không phải là như một cuộc sử sách bình thường đâu. Vì nó là khoa học, thành ra nó nói cái gì của khoa học mà giải thích bằng khoa học, chứ không phải đơn giản đâu. Thấy không? Rồi, con hỏi tiếp đi. Thưa bác, khoa học có nói gì bầu khí quyển trái đất? Vậy có giống với sáu bầu khí quyển và sức hút của trái đất mà bác nói không, thưa bác? Nói đúng ra đấy. Ông Phật nói là với cái khoa học hiện tại thì nó rất đúng. Nhưng mà nó có sai cái nhiều cái dài nơi. Bởi vì những cái danh từ mà ông Phật sử dụng nó khác. Và những danh từ bây giờ nó sử dụng nó khác. Rồi người ta viết lại nó sai chỗ này nè. Giống như ông Phật, ông nói là vi trần. Là cái hạt nhỏ nhất, còn mình đây là rồi nguyên tử. Nó sai chỗ này, nhưng mà điều căn bản nó không nó rất đúng.
Nhưng mà thí dụ ông Phật ông nói cái đoạn đó là 10 cây số. Mà người này ta nói là khoảng, nó khoảng, nó không dám ghi, nó không dám gọi là cố định, nó là khoảng. Nó có sai chỗ đó. Thành ra mình, nhưng mà đúng ra cái căn bản sức hút vật lý này nè, nó có hai cái căn bản để người ta hiểu. Thứ nhất, tại làm sao con người không chịu ra ngoài về trở về, vì cái sức hút cực mạnh của trái đất này. Rồi thứ hai nữa đó, tại làm sao con người vô đây rồi bị đủ thứ hết mà không chịu đề. Nó giải thích vậy thôi. Rồi thứ ba nữa là cái con đường về Phật giới, tại sao nó bị cản trở, thấy không? Nó khác là khác cái phần này. Vì thế mà cái thiền tông này nó ra đời, nó bị dầm dập một thời gian, xong rồi nó cái người mà gọi là nó cái loại mà ăn cắp á, hoặc là phá nó, bắt đầu nó sợ đi, thì bắt đầu cái này nó mới đi, nó thình thàng nó đi vậy. Nó thình thàng nó mới đi được. Chứ bây giờ khó lắm. Mới giờ bởi vì con suy nghĩ, mới vừa ra nó chửi nát luôn, mà bây giờ nó bớt chửi rồi là bắt đầu nó xuống rồi đó. Sống im rồi, bắt đầu sống im rồi, thấy không? Rồi từ từ thuyền mới ra cửa biển được. Chứ đang khi mà biển động, ông nội thiền ra giận chìm luôn. Muốn thiền ra cửa biển thì phải sống im nó mới ra được. Rồi con hỏi tiếp đi. Bác cho hỏi câu này, nhưng mà câu này nó hơi đời sự chút nha bác. Thưa bác, cách đây 6 năm, chiếc máy bay MH370 xuất phát từ Kuala Lumpur, Malaysia đi Bắc Kinh, Trung Quốc đột nhiên mất tích một cách bí ẩn. Đến nay, các nhà khoa học và hàng không vũ trụ cũng chưa thể xác định được nguyên do nào chiếc máy bay này bị mất. Thậm chí, có nhà khoa học còn cho là chiếc máy bay này đã bị người ngoài hành tinh lấy mất. Vậy theo Đạo Phật Khoa học Thiền Tông, thì bác giải thích vấn đề này như thế nào? Liệu thật sự có người ngoài hành tinh lấy mất chiếc máy bay không thưa bác? Bây giờ cái này nó nằm ở trong cái quyển sức hút vật lý của trái đất, nó có nói cái phần này. Bây giờ cái mình nên nhớ rằng chiếc máy bay là cái gì? Trên máy bay nó có căn bản của nó, đó, nó hai cái căn bản. Một là cái hệ thống ổn áp của chiếc máy bay, và một cái hai là cái hệ thống cất cánh máy bay và điều khiển máy bay qua lại. Cái hai cái này, hai cái này là dễ bị hư nhất khi nó đổi cái tầng khí quyển. Bây giờ trái đất mình ở đây á, từ 0 km cho đến 8 km gọi là tầng đối lưu mạnh, sức hút cực mạnh của trái đất này để cho người ta sinh hóa, thấy không? Nó qua cái cây số thứ 9 đến cây số thứ 17, nó gọi là tầng đối lưu nhẹ, sức hút giảm 50%. Vì thế mà ai đi máy bay loại Boeing 747 mà bay trên 10 cây số thì người ta hiểu cái này. Tại sao bay dưới cái 8 cây số nó bay rất nghe ồn lắm, mà nó bay lên 10 cây số nghe nó im ru, không có theo có gì hết, dường như nó mất cái ma sát. Chính cái thay đổi này nó mới thay đổi cái cấu trúc của cái cơ khí của cái loài người. Nếu mà cái ổn áp mà lên đó mà nó bị hỏng rồi đó, thấy không? Thì cái con người mình tự nhiên nó chao đảo đi, anh phi công cũng bị chao đảo người vậy, thì nó sẽ hỗn loạn lên. Mà hỗn loạn rồi có cái tưởng con người nữa, nó gia tăng nữa, rồi bắt đầu nó làm xáo trộn trong cái chiếc máy bay đó, thì chiếc máy bay sẽ bị rơi. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Còn cái trường hợp thứ hai nữa đó, thì cái điều khiển gọi là cái hệ thống điều khiển cất cánh máy bay đó, nó bay lên tới đúng là thí dụ Boeing 747 nó bay 12 cây số song song với mặt đất để nó đi từ điểm này qua điểm kia. Nhưng mà cái hệ thống mà điều khiển cất cánh đó, nó không hạ xuống được, nó bay luôn, bay ở cái mức độ bay luôn. Nó qua 17 cây số, nó qua cây số 18 thì nó qua tầng không khí tĩnh, là không khí nó không động.
lên đó thì nó không, nó có bay hoài, vô đó nó mất cái sức hút rồi. Thấy không? Vì thế chư Phật phải vô chỗ này nè. Đó, cái bay vòng vòng ở trong đó bay, nó không lên rồi nó bay. Nếu mà nó bay mà nó bây giờ lên nhớ 17 nè, rồi 19 nó lên tới mấy trăm mấy số thì nó qua cái tầng khí nhiệt đốt chiếc máy bay luôn. Rồi sao trả lời? Rồi không, không thánh. Nói là ông thánh này điều khiển với sự thật, nó lên nó đốt luôn, nó mất luôn. Ai mà về coi lại cái mẹ mốt đưa về cái sức hút vật lý trái đất, nó sẽ đưa lên cái bầu đó, cái bầu nhiệt đó, nó nóng. Mà nếu mà bay ra tới cái bầu nhiệt bên ngoài cùng của nó đó, thấy không? Mà lên tới đó là lên không khí tỉnh rồi đó, anh không cần nhiên liệu bay cũng nó vẫn bay. Là vì nó bay theo cái tốc độ của sức đẩy. Rồi nó bay qua tới bầu khí nhiệt rồi nó bị đốt. Vì bầu khí nhiệt của nó là 2.500 độ. Máy bay nào chịu nổi không? Đốt sắt lên có mấy ngàn độ nó cũng chảy rồi. Thì làm sao? Rồi nó tiêu luôn rồi, rồi sao nó trả lại đất. Lên tới đó mà nó đã tốt, tiêu rồi thôi khỏi, à, nó nướng hết luôn. Sắt thép người gì nướng hết rồi. Đó là cái nguyên tắc. Nếu mà nó về dao động khí thì cơ tài phi công có thể nó đảo là được nha. Nó đảo được nhưng mà nó không vừa về được cái nơi để xuất phát. Đó thì theo khoa học vật lý của Thiền Tông nó nói vậy. Anh mà hai cái bộ phận này, cái động hợp cơ này mà nó không cái điều khiển trở bằng cái cân bằng để đi lên đi xuống được á, thì nó bay hoài đi thẳng luôn. Nếu bay đường kia về bay theo cái độ 40% á, đột nhiên 40% nó đi lên hoài, nó qua qua tầng khí nhiệt là nó tiêu. Tầng 2.500 độ sao chịu nổi, thấy không? Rồi khu đó hậu xương cũng không còn, xác còn không còn rồi đó, sao? Đó là giải thích theo cái đạo Phật khoa học Thiền Tông. Mà đây là nó có giải thích đàng hoàng, nhưng mà trước giờ không có nói, không nói lại này, vì nó đi sau cùng của cái Thiền Tông này ta mới giải thích, thấy không? Chứ không phải là nói thánh nào đây. Thánh thì ở trong cái trái đất này cao có 5 cái số thôi. Thần thì 10 cây, thần chủ giới là 17 cây. Còn thần chủ, thánh chủ thì có 12 cây. Thì lên trên 17 cây. Bởi vì mình mới lên 8 cây số. Mình lên 8 cây số là nó qua từng đối lưu nhẹ rồi đó. Gọi là từng đối lưu nhẹ đó. Thấy không? Đối lưu mạnh là từ 0 cho đến 80 số. Nó bay, cứ bay xuyên theo cái kiểu 45 độ. Thì nó bay riết chừng cao chừng 20 phút thì nó đã qua tới cái phần tầng khí nhiệt rồi. Nó phải hiểu vậy, chứ không phải ông thần, ông thánh nào làm chiếc máy bay thì chết đâu, không có đâu. Đó là vật lý đàng hoàng rồi, chứ không phải nhỏ đâu. Giờ con hỏi tiếp đi. Cảm ơn bác. Vậy mà trước giờ con cũng cứ tưởng là người ngoài hành tinh lấy không chứ. Dạ, câu hỏi thứ 15. Bác có biết là ở Việt Nam này á, người nào đứng ra công bố viện giáo lý Đạo Phật Thiền Tông không thưa bác? Bây giờ á, cái Đạo Phật Thiền Tông này nó ra đời á, là Đạo Phật có 6 pháp môn tu. Mà cái năm pháp môn đầu á, là Đức Phật nói công bố từ lúc ổng còn sống. Còn cái pháp môn thứ 6 này nè, ổng không công bố được. Ổng mới chuyển cho thời kỳ văn minh để người văn minh công bố ra. Mà công bố trên cái dạng gọi là quyền ký. Quyền ký này nó nói là cái pháp, gọi là pháp môn thứ 6 á. Còn cái quyển giáo lý á, là nó kèm theo khi công bố pháp môn thứ 6 này, nó phải đưa cái quyển giáo lý đi, nó hướng dẫn cách tu. Vì thế mà giáo lý không có thể công bố được. Anh thằng nào, ai mà gan công bố giáo lý thì nó có 3 cái trường hợp. Một là chết bất đắc kỳ tử. Nó phản quyền lực vật lý của Thiền Tông mà. Thứ hai vô là hầm lửa lớn. Nếu mà hai cái này, nếu mà thoát được phải vô với ông cụ hồn. Nó phải qua cái này. Vì thế mà người nào mà gan mà không biết, tại ta không biết chứ không phải gan đâu. Không biết mới đứng ra công bố giáo lý. Cái sự thật không giáo lý không công bố. Đây là cái giáo lý là để bổ túc cho cái đạo thứ 6, cái pháp môn thứ 6, chứ không phải là công bố là công bố pháp môn thứ 6 để cho đầy đủ đạo Phật có 6 pháp môn. Mình phải hiểu
Cái đạo Phật nó vậy. Tôi nghe người ta nói công bố, nhào đụng cái gì công bố đấy là chết. Thấy không? Nó sai đúng là cái tự nhiên của thế giới này. Nó sẽ giết mình chết à. Còn cái chuyện gì chế sao tôi không biết, tôi không nói. Thì từ đó xảy ra sẽ thấy. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, cảm ơn bác. Thưa bác, ngày nay cháu thấy có rất nhiều giảng sư giảng dạy đạo Phật. Vậy bác cho cháu hỏi, tiêu chuẩn của một giảng sư đạo Phật phải như thế nào thưa bác? Mình nói giảng sư là gọi là giảng sư bộ môn. Giống như thế gian này nè, giảng sư toán, giảng sư lý, giảng sư hóa, rồi giảng sư văn chương gì đó, giảng sư ngoại ngữ vậy đó. Thì cái đạo Phật này cũng vậy, anh giảng sư gì? Đạo Phật có sáu pháp môn, anh giảng sư cái gì? Để phải giảng sư cho đúng cái đó. Mà cái mà bây giờ nếu mà không biết làm gì, nhưng mà anh giảng cái nào phải cho đúng là mới đúng tiêu chuẩn của một giảng sư. Còn đừng anh giảng mà thiên hạ cười thì không được. Giảng mà ông trời xuống cười mình thì không được. Phải không? Muốn giảng sư đúng thì sáu pháp môn tu phải đạt chuẩn cái đó. Mà duy nhất á, cái tất cả các năm pháp môn đầu anh không cần, anh chỉ cần học thức thôi, không cần kiến tánh. Mà cái giảng sư thứ sáu này anh phải kiến tánh mới giảng được. Còn không giảng được, anh không kiến tánh thì có giảng. Anh không kiến tánh mà anh giảng thì thiên hạ cười, ông trời xuống cười anh đó. Nhưng mà khi thiên hạ cười xong rồi thì thực thi nhân quả rất nặng. Thần thực thi nhân quả rất nặng. Thần nói tao ở đây người ta cười rồi tao còn tha mày chứ. Mày ông trời xuống cười rồi, tất nhiên ông sai tao xuống đập mày. Chứ không phải nhỏ đâu. Thần kim, thấy thiên hạ cười là thần Kim Cang chuẩn bị đưa cái búa ra. Chứ không phải nhỏ đâu. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ cảm ơn bác. Cho cháu hỏi tiếp câu thứ 17. Câu này có hai vế. Dạ vế thứ nhất, đạo Phật là đạo giải thoát. Người xuất gia đi tu đạo giải thoát mà không giải thoát được thì người này sẽ đi về đâu ạ? Đi về đâu thì nó đúng, chú không có biết. Nhưng mà chú thí dụ cho con này, con tự hiểu. Xuất gia tu vật lý, có nghĩa là tu vật lý là phải hiểu tu để được cái gì. Tu đạo thánh thành thánh, thành thần đạo thần, tu thành thần cái gì. Còn anh vô đó mà anh lợi dụng cái đạo, anh lừa gạt người ta thì anh theo cái nhân quả. Chứ biết đi đâu, anh lừa gạt người ta thì vô trong thực vật ấy, để trả nhân quả. Còn anh lừa gạt người ta tính áp đảo người ta vô rồi vô cái địa ngục đó, thì mình làm sao anh biết. Còn đặc biệt cái thiền tông, anh vô thiền tông mà công bố ra được để tu rồi, để dẫn anh về Phật giới. Còn anh không về được sao, thì anh đi đâu? Thì đi theo cái việc của anh làm. Thế nhưng con không biết anh đi đâu. Anh lừa gạt ta, anh đi ăn cướp người ta thì vô hầm lửa lớn đó. Thấy không? Đó thì mình cũng không hiểu. Có nghĩa là mục đích anh đến mà anh không đến được. Thì bây giờ thí dụ cho con thế này nè. Con đi đường bộ đi. Con muốn từ đường điểm A qua điểm B mà con không tới. Thì con sẽ chết bờ chết bụi. Phải không? Còn cô tu thiền tông là cô đi bằng máy bay, đi ma qua bể bề. Nó không tới thì sao? Thì chết sông, chết biển, chết núi, chết non, chết rừng. Thế làm sao nó đâu rơi được? Nó không tới có nghĩa là con rơi ở đâu thì con ở đó. Thì làm sao trả lời được? Bởi tu thiền tông nguy hiểm ở chỗ đó chứ không phải nhỏ đâu. Thiền tông là giống như đi máy bay. Còn anh không giải thoát được, anh giải thoát thì nên vô cái chỗ nào anh làm á. Tới đi theo rồi anh đi làm tầm 7 tầm 8 thì cứ vô chỗ đó thôi. Chứ làm sao biết ấn định được. Có ông thì vô ăn cướp, có vô ông thì lợi dụng làm tiền. Rồi sao? Có vô ông thì giành giật thì làm sao biết. Thì theo cái nhân quả mình làm, thấy không? Rồi câu hỏi tiếp đi. Bác cho hỏi tiếp vế thứ hai à. Đạo Phật là đạo giải thoát. Người xuất gia đi tu đạo giải thoát rồi mà không giải thoát được thì người này có trở lại dòng họ để tái sinh làm người trong dòng tộc được không thưa bác? Mình không giải thoát được thì với điều kiện mình đừng có ấy. Mình đừng có làm gì, đừng có lừa gạt ta thì lại dòng họ được. Giống như con suy nghĩ giờ tôi đi du lịch tháng về
Qua cái chỗ du lịch không làm mà đi ăn cướp ăn trộm bắt nó nhốt rồi sao con có gì gia đình nữa không? Hoàn toàn không. Thì thiền tông tu thiền cũng vậy, anh tu đến mục đích mà anh không đến mục đích là làm tao vậy thì anh theo cái nhân quả. Đây cái quy luật thế giới này chứ không phải, chứ không phải áp dụng cho cái đạo không đâu, thấy không? Đây là cái quy luật rõ ràng như vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, người tu theo đạo Phật không chịu tu mà cứ đi cướp lấy của người này người kia, vậy sau khi chết sẽ đi về đâu ạ? Nếu cướp lấy thì nó có hai cái dạng, một dạng là anh làm cô hồn các đảng thì không có bị nhân quả, còn hai là anh đi vô cái quả ngục đó, sống. Nếu mà anh không vô trong cô hồn các đảng để giúp đỡ anh được thì anh phải qua cái quả ngục, thọ hình trong quả ngục. Còn vô cô hồn các đảng mà cô hồn Chúa là giúp anh đó, thì được, anh thoát ra được cái này, thấy không? Còn nếu không ấy thì phải đi có hai đường, nơi đây ngã rẽ hai đường, kẻ vô hầm lửa lớn, người về với Thánh Chúa. Anh muốn đi đâu anh đi. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, người tu theo đạo thánh có giải thoát được không thưa bác? Đạo thánh là làm gì tu để thành thánh mà giải thoát gì? Tại thánh ở đây, muốn giải thoát thì đi ra ngoài cái quy luật này. Đã tu thánh để làm thánh thì thánh là gì? Thánh là hiển linh. Thì con tu để làm hiển linh mình giải thoát. Giải thoát không có làm gì đâu. Bỏ hết về bển đó, đóng vai trò khác, đóng vai trò một kim thân Phật. Đây là mang thân tứ đại, hoặc mang thân ngũ sắc của điện từ, hoặc là mang thân thập nhị sắc, hoặc là vô sắc của điện từ, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Cháu xin hỏi câu thứ 20. Người tu theo đạo Phật mà tu không đúng có bị tội gì không thưa bác? Nó tội thì không ai bắt mình, nhưng mà nó theo cái nhân quả. Thế giới này không ai bắt tội mình. Bắt tội là khi nào sao? Thì thế gian người ta mới bắt. Con bắt tội là con ăn cướp, ăn trộm, nó đem ra tòa, nó xử con bao năm đi tù. Là cái tù tội, gọi là tù tội. Tù thì mới có tội, con chưa vô tù thì chưa có thành tội. Còn cái mà tu này nè, anh tu sai thì anh bị cái nhân quả. Tu đúng thì anh tu nhân quả đúng. Ví dụ tu đậu tiên, thành tiên là nhân quả đúng về tiền. Sai thì anh bị cái nhân quả sai. Ví dụ anh vô anh đầu tiên mà anh không kêu tu thành tiên mà đi lừa gạt người ta là gì? Thì làm sai. Rồi do cái nhân quả anh đi lừa người ta. Lừa ra thì trong đạo Phật mà lừa nặng nhất thì nó làm qua báo. Còn lừa nhẹ thì đầu thai là đi làm đầy tớ gì đó, trả nợ cho người ta. Cũng làm người được nhưng mà chuyên môn đi trả nợ cho người ta. Là cái chỗ này. Rồi con hỏi tiếp đi. Vậy bác cho con hỏi luôn. Vậy là nhân quả của người tu và người không tu giống nhau hay khác nhau thưa bác? Khác chứ. Giống như con dân sự đi. Còn cấp ăn trộm khác, tòa án nó xử anh khác. Anh một công chức ăn cắp ăn trộm nó xử khác. Ông quân đội ăn cắp nó xử người ông khác. Nó khác theo kêu bằng dân thì nó xử theo luật dân sự. Còn nếu mà công chức thì nó xử theo luật công chức. Quân đội nó xử theo luật quân đội. Nó khác. Nó cái gì nó có nặng hơn. Nếu mà nên mà có người có cái dân sự mà anh có thể mà ấy được à, có thể mà ăn năn hối cải thì có giảm cho anh được, chứ còn cái kia là ấn định không có giảm. Anh đã biết luật mà phạm luật tội gấp 10. Luật pháp nó đã ghi như vậy đó, thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, người không tu thì nhân quả như thế nào, bác giải thích rõ thế giùm con ạ. Người không tu thì nhân quả cứ ở vòng trong dòng tộc thôi, làm vợ chồng con cái hoài. Nhân quả của dòng họ không tu. Còn tu thì theo nhân quả của luật thánh, luật thần. Hãy nhớ cái chỗ đó. Tu thì thành nhân quả của luật thánh, luật thần. Tu thánh thì theo nhân quả luật thánh, tu thần theo quân quả luật thần.
tu Phật theo nhân quả của Phật, chứ không phải thì nó có hết đó. Còn nếu không tu thì gọi là theo nhân quả của gia đình, của thế gian. Ví dụ con cứ làm vợ chồng con cái bây giờ nè, bây giờ con có vợ phải không, con cứ đèn ép vợ con hoài, nữa về sau á con cũng làm chồng nhưng mà con bị bà vợ đè cổ lại vậy thôi. Cứ vòng qua vòng lại thôi, nó theo cái lúc của gia đình. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, vậy bác giải thích thêm cho con là nhân quả của người tu ạ. Nhân quả người tu thì bởi vì đó là tu cái gì, tu theo đạo nào thì nhân quả đâu đấy. Mà nặng nhất cái căn bản, cái căn bản là nhân quả người tu. Ví dụ con tu mà con lường gạt lấy tiền thì con phải làm quả báo, phải không? Con tu mà có cái tánh cách mà làm cho người ta khổ sở, con xuống địa ngục 18 tầng. Tu mà chuối người ta làm này là con xuống địa ngục. Đó. Còn con tu mà lường gạt người ta thì con phải làm quả báo. Còn tu mà ít đó, thì con phải lại dòng tộc, nhưng mà con phải làm, vì sao con không biết là làm sai làm sao mà con phải làm mướn trong này nè, ông bóc lột con sao cho đủ số tiền này nè. Là nhân quả của đây là thuộc về nhân quả thế gian gia đình đó. Thì mình cũng không biết nó nằm ở chỗ nào, nhưng mà do cái hành động và cái suy nghĩ của mình nó tạo ra cái nhân quả. Rồi con hỏi tiếp đi. Ồ vậy là cái tánh tham ảnh hưởng nhiều tới người tu. Vậy bác cho con hỏi, tại sao người tu lại quá tham? Thưa bác. Cái tham này nè, tất cả cái tánh người, nếu mà con cũng một con người, nếu mà con bình thường 5 trên 5 hết thì con người rất bình thường. Mà nếu mà cái tánh tham nó nặng quá thì cái tánh tham đó là tham nhiều. Mà cái tánh tham nhiều rồi nó kéo tất cả cái tánh kia nó theo. Giống như con một con ở trong cái thuyền mà nó chìm rồi đó, lũng cái đáy nó chìm, nó kéo hết mấy chị xuống luôn. Cái tưởng, bởi vì cái tưởng mà con tưởng sai rồi nó kéo hết cái 16 thứ đi theo con. Cái tham cũng vậy, con tham nó phải kéo hết, còn kiến chấp nó cũng vậy. Đó thì phải hiểu cái này thì mình mới hiểu được. Có nghĩa là một tham nhưng mà 16 triệu chứ không phải 1 triệu. Thấy không? Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, thưa bác, xin bác giải thích rõ là tu vật lý là tu làm sao ạ? Tu vật lý là tu để thành tựu theo nhân quả. Theo nhân quả vật lý, ta gọi là nhân quả lực lý luân hồi. Ha? Ví dụ con muốn tu thành tiên, đúng rồi thì con sẽ thành tiên. Lên đó hưởng thời gian, rồi con trở lại gọi là luân hồi. Ham muốn thì làm đúng thì là thành tiên, là nhân tu tiên thành tiên, lên trở não một thời gian trụ rồi trở lại, gọi là trở lại chỗ cũ rồi luân hồi. Nó phải hiểu cái thế giới này, nó bởi vì thế mà bây giờ hiện giờ nó là cái khoa học nó thường thường sử dụng là phản ứng khoa học tự nhiên đó. Cái này nè, nó là cái nhân quả chứ không có gì. Nó mà khoa học nó bảo là phản ứng khoa học tự nhiên, chứ sự thật nó là cái nhân quả. Thấy không? Hai thứ mà đụng nhau thì nó phải ra, nó theo cái nhân quả của nó. Rồi con hỏi tiếp đi. Vậy bác cho hỏi, người tu theo thiền tông có bị nhân quả không thưa bác? Không có bị nhân quả. Người tu vật lý thì đi đường bộ, người tu thiền tông đi máy bay, không có nhân quả vậy đó. Tới nơi không tới thì đi đâu rồi tới. Có suy nghĩ sao? Tu thiền tông là tu giải thoát, con không tu được giải thoát anh đi đâu? Nó ba cái chỗ. Anh đi ăn cướp, tu vô mà ăn cướp xuống hầm lửa lớn. Thấy không? Tu mà làm này là đi lừa gạt người ta đó, thì làm thực vật. Thấy không? Đó rồi sao? Thì tùy theo mình tu thiền tông. Nghĩa là tu thiền tông là giải thoát, mà con không giải thoát thì mấy con đường này nè: thực vật, cô hồn và hầm lửa lớn, ba chỗ con muốn chọn cái nào rồi. Đó. Triệt phá thì vô cái hầm lửa lớn, đi cướp người ta là làm cô hồn, lừa gạt người ta là thực vật. Đó. Ba cái cửa đó muốn đi câu cửa nào. Thấy không? Còn cái cửa thứ tư đời về, mà không về thì phải đi ba một cửa này. Rồi con hỏi tiếp đi.
Rồi bác, vậy con chọn cửa về Phật giới rồi bác. Chưa, Phật giới thì phải cho đúng nghe. Nói thì phải làm cho đúng chứ không chỉ dễ đâu. Thấy không? Rồi, hỏi tiếp đi. Dạ bác cho con hỏi, người tu vật lý mà tu sai thì nhân quả nặng nhất là đi đâu thưa bác? 18 tầng địa ngục nặng nhất. Nặng nhất là 18 tầng địa ngục. Thấy không? Vì thế mà Đức Phật cũng nói chửi Phật là nặng nhất, chửi một người toàn năng toàn giác nhất đi xuống tới 18 địa ngục. Mà nếu mà khinh chê này xuống tới hầm 19, 19 là cái đất tự động rồi rớt xuống rồi nó bật lên ở dưới luôn. Thống theo trái đất luôn á. Thấy không? Nó không thấy tuổi thọ. Tuổi thọ mấy trái đất thôi. Chứ bây giờ ví dụ nói 10 tỷ sao được, trái đất này qua 7 tỷ mà tôi vừa rớt chỉ còn có 3 tỷ chứ sao 10 tỷ được. Thì qua trái đất khác. Nó tính từ trái đất. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ bác cho con hỏi, người tu theo đạo thánh mà không thành thánh sẽ đi về đâu ạ? Tu đạo thánh thì dễ ở, chứ sao không thành thánh, thánh được. Đạo thánh là dễ nhất. Bắt buộc tu đạo thánh phải thành thánh chứ không có thành nào. Trừ trường hợp đạo thánh mà đi lừa người ta mới xuống địa ngục thôi. Thấy không? Đi lừa gà phải làm qua báo thôi. Cái đạo thánh là dễ tu nhất. Người nào tu thành thánh hoàn toàn thành hết. Thấy không? Hoàn toàn thành thánh hết. Người thường mà còn tu, thường mà tu thành thánh thì chắc chắn 100% thành thánh. Nhưng mà cái ký lọt có 1-2% đã lợi thôi. Thấy không? Trên thế gian này đạo thánh là dễ tu nhất. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, trước đây cháu tu theo đạo vật lý, nay cháu qua tu thiền tông, có bị gì không thưa bác? Nếu mà tu về vật lý mà tu về đạo thần khó, đạo thánh cũng khó, thiền tông khó. Muốn bước vô đây là vì cái ví dụ con tu đạo thánh thì cũng bước qua đây nó cho thánh cho, nhưng mà vô này nó phá, nó dùng nội công ngoại kích nó vô nó phá cái thật, cái đạo thần nó cũng vậy. Thấy không? Tất cả cái đạo ít lắm, bởi vì thành ra người ta nói cái số lượng mà các đạo mà vô cái thiền tông này rất ít, chiếm có được có 1-2% thôi, được thành công còn nhiều là rút lui vô phá. Con để ý tất cả những người nào mà tu đạo khác mà vô này tìm cách nó phá cái thiền tông này đủ chuyện hết. Thấy không? Chứ không phải một cái cách phá đâu, nó rất nhiều cách phá. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ cảm ơn bác. Cho hỏi câu 29. Thưa bác, người tu thiền tông mà có tham vọng nhiều có hệ lụy gì không thưa bác? Nó không có hệ lụy gì. Thì nếu có tu thiền tông mà cái tham vọng thì cái cửa về Phật giới bị hàn rồi, đóng cứng rồi. Ở trong này cũng quay muốn đi, anh muốn đi đâu đi, lục đạo luân hồi muốn đi, lục đạo luân hồi, nhưng mà cái cõi trên anh không được đi, anh đi cái mấy đường thấp thấp thôi. Cô hồn các đảng thực vật súc sanh gì đó đi được, thấy không? Chứ còn cửa chương, cửa âm, cái âm của trái đất, hưởng phước âm trái đất cũng không được. Đừng nói chi hưởng phước dương không được, thì phải đây nè, thì nó còn có súc sanh nè, thực vật nè, và địa ngục. Có ba con đường này. Tùy theo muốn chọn, tùy theo cái việc làm của mình. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, cháu muốn tu thiền tông mà không bị hệ lụy gì thì cháu phải tu làm sao? Tu đúng bài bản đó. Tu đúng bài bản đó. Làm gì phải làm thế này. Con sống bằng nghề gì con làm bằng nghề đó. Có gia đình phải lo cho gia đình đàng hoàng, có tổ quốc phải lo cho tổ quốc, ông bà mình phải lo, ông bà mình cần tới mình phải lo. Đó là tu đúng nhất của thiền tông. Thiền tông không đi nói rong, không phải đi chỗ này chỗ kia nói, không có rời, không trời đó. Nói rong là nó vô dòng thánh rồi, nó bị lạc mấy ông thánh kéo mình rồi. Có nghĩa là thiền tông hoàn toàn không có giảng thuyết ai nghe hết. Mà thí dụ con thắc mắc, người ta thắc mắc hỏi con trả lời xong. Còn trả lời không được thì hỏi cái chỗ xuất phát người ta trả lời cho. Thấy không? Chứ đừng có là bài đủ chuyện. Bài đủ chuyện là con dính liền. Con bài này đạo kia là chắc chắn 100% là con dính. Thấy không? Con bằng cách nào con tạo công đức thôi.
bằng phương tiện gì. Ví dụ chẳng hạn như con tổ chức cái này, những người tổ chức có công đức rất lớn, không có bà biển đi ra ngoài đâu có làm gì đâu, mà làm cái này để phát ra rồi một cái thì bao nhiêu người biết cái này. Công đức lợi, công đức không phải là nó mưa đó, nó mưa đó, chứ không phải là nó rớt từ hộp rương, từ hộp động nó mưa đó. Con nên nhớ rằng cái này mà phát ra một cái rồi đó, bao nhiêu người biết, trong nước ngoài nước thì biết, nếu mà trường hợp mà có dịch ra được thứ tiếng nữa thì bao nhiêu người biết nữa. Không có gì hơn cái này đâu, nó thiệt con. Cúng chùa này cái ôi chị, ai tới chùa mới biết, không tới chùa sao biết, thấy không? Cái này đặc biệt đó, nói cho con, nói để cho anh em đừng có tự mãn. Tôi ngẩn còn ngon, đừng tự mãn một cái nó đóng cửa liền á, nó hàng cửa rồi. Ông thần khóa cửa mà cửa diệt tiệp chứ nó cắt không được đó. Rồi con hỏi tế viên. Giờ bác cho hỏi câu cuối ạ. Cháu muốn tu thiền tông mà không bị sai thì cháu phải có kiến thức như thế nào thưa bác? Tu thiền tông mà không bị sai thì con phải có kiến thức 4.0. 4.0 gì không? Không cầu, không cúng, không lại, không xin. Biết thôi. Biết cho rõ thôi. 4.0. Không cầu, không cúng, không lại, không xin. Biết. Thực hành đúng. Đó. Chứ còn 3.0 còn cũng thua. 3.0 mà còn một cái không, cái không mà còn còn lại thì chết rồi. 4.0 không có làm gì rồi. Biết về, làm đúng về. Được không? Hay là 2.0? Còn 2 chấm là... Bác cho hỏi rõ thêm chút xíu. Để mà hiểu rõ được 4.0 thì để làm sao để hiểu được cái đó? Dễ ở năn nỉ giáo lý ra đi. Giáo lý ra đọc cái toàn giác. Hiểu cái này, năn nỉ giáo lý cho ra toàn giác, con biết hết thì con trở thành là người toàn giác. Toàn năng chưa được, nhưng toàn giác phải biết hết. Thì 4.0 sẽ thực hiện trọn vẹn. Còn nếu mà con không toàn giác thì con chỉ có 1.2 thôi, chứ còn không lên được 4.0. Vì con còn đốt nhang thì tự nhiên con bị mất 1.0 rồi. Tu mà đốt nhang là con bị mất 1.0. Tu là gì? Không, đốt nhang không cầu lại, không lại xin chứ chạy đường trời nào cho khỏi này. Thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Dạ con hết câu hỏi. Con cảm ơn ông Nguyên Nhân nhiều ạ. Rồi cảm ơn con Hiển nhiều.